theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, thành phố sẽ có 8 tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính của thành phố. 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray. Các tuyến đường sắt sẽ tiếp tục được triển khai xây dựng đó là tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 đoạn ngã tư Bảy Hiền cầu Sài Gòn với tổng chiều dài khoảng 8,9 km. Tuyến đường sắt đô thị số 2 giai đoạn 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương Tây Ninh có chiều dài khoảng 9,1 km. Tuyến đường sắt đô thị số 3A Bến Thành Ga Tân Kiên có tổng chiều dài 9,89 km. Tuyến đường sắt đô thị số 4 Thạnh Xuân khu đô thị Hiệp Phước có chiều dài khoảng 35,75 km. Tuyến đường sắt đô thị số 4B Công viên Gia Định Lăng Cha Cả có chiều dài khoảng 3,5 km. Tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn 2 Bến xe Cần Ruộc Mới ngã tư Bảy Hiền có chiều dài khoảng 14,5 km. Tuyến đường sắt một ray số 2 quốc lộ 50 khu đô thị Bình Cúa có chiều dài khoảng 27,2 km. Việc hoàn thành các tuyến đường sắt xuyên tâm sẽ có tác động tích cực đến tình trạng giao thông thành phố Hồ Chí Minh.